Đó, hello các bạn nha, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang ở trên cầu vượt các bạn. Thì bên trái này là siêu thị Big C, còn các bạn đi thẳng mà bên phải này là CentralWorld nha các bạn. Thì hôm nay mình đi xuống chỗ cái sân của CentralWorld các bạn. Mình làm một cái video chia sẻ cho các bạn xem về người Thái họ đã chuẩn bị Noel Giáng sinh như thế nào nha các bạn. Mấy hôm nay rất là gầm gộ luôn. Đó, nhìn từ xa nè các bạn thấy không? Đó, đằng kia đó có cái thông rất là cao, cao cả 100 mét luôn các bạn. Thì bây giờ mình cùng xuống dưới, sẵn mình làm video chia sẻ cho các bạn xem luôn nha. Đó, đầu tiên là các bạn thấy cửa chính của CentralWorld nè các bạn. Những cái bảng hiệu đó rất là hoành tráng luôn. Đây, còn đây là trưng bày xe hơi. Đó, trang trí Noel rất là đẹp luôn các bạn, tuyệt vời. Các bạn có thể đến đây tự sướng chụp hình nha các bạn. Đó, bà con cô bác đến đây rất là nhiều luôn, quá đẹp. Ở trong những cái lọ thủy tinh này là quà gấu nè các bạn. Ở đây rộng như phố đi bộ Nguyễn Huệ của Hồ Chí Minh mà vậy các bạn. Tha hồ tự sướng luôn các bạn. À, trang trí Noel những cây thông nè, còn bên đây là những ngôi nhà nhỏ nhỏ dùng để bán dầu thơm đồ mẫu thử rồi các bạn, nước hoa. Hai bên luôn. Farm house. Đẹp các bạn. Ở đây là ngày nào cũng có ca sĩ đâu lại hát các bạn, hát từ đây cho tới Tết luôn, tới Noel tới Tết luôn các bạn. Đó, rất là đông. Đó, các bạn thấy từ xa chưa, cái thông Noel nó xuất hiện rồi các bạn. Đó, hai bên. Mấy cái này chụp hình là bá cháy bò chét luôn các bạn. Đó, rất là đỉnh. Đó, rất là đông luôn. Chưa đến Giáng sinh mà rất là đông người nha các bạn. วันนี้ พวกเรา คง ไม่ มี โอกาส ได้ มา เจอ ทุก คน นะคะ ถ้า เกิด ว่า ไม่ มี งาน นี้ นะคะ Embracing Happiness นะคะ ขอ เสียง ดัง ให้ กับ งาน ด้วย นะคะ ngân hàng ว้าว được vào trong นำ chụp hình luôn นะ các bạn คน ที่ ตาม เรา มา นะคะ แล้ว ก็ คน ที่ เรา ได้ รู้จัก กัน วัน นี้ นะคะ วัน นี้ ก็ ต้อง ขอ ขอบ คุณ ทุก คน มาก นะคะ ต่อไปเรื่อยๆนะคะchỗ này là bán sô cô la nè các bạn. Rất là dễ thương các bạn. Đây là rau cánh gà của sân khấu. Đây là địa điểm sống ảo tuyệt vời luôn các bạn. Đó, bắt đầu tiến vào gần tới cây thông Noel rồi các bạn. Đây, CentralWorld tiếp tục. Các bạn, tha hồ tự sướng luôn, rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn đứng, nếu mà các bạn đứng mé bên hông nhìn qua bên này cũng rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây, và chúng ta đã tới nhân vật chính, đó là cây thông Noel nè các bạn. Rất là đẹp luôn. Cho các bạn xem này, rất là đẹp và rất là to, rất là cao nữa các bạn. cái thông siêu to khổng lồ luôn nè các bạn. Đó, khủng khiếp chưa? Mình đứng tốt ở dưới luôn các bạn. Đó, cao hơn lầu 7 của CentralWorld luôn. Rất đỉnh. Năm nào ở chỗ này cũng làm cây thông to như vậy đó các bạn, mỗi năm luôn. Mấy năm trước mình đi cũng vậy đó các bạn, rất là to. Mà năm nay họ chuẩn bị sớm hơn năm trước nữa. Năm nay giờ này mới Noel là còn cả tháng nữa các bạn, nhưng mà bây giờ bên này đã chuẩn bị trước rồi. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi, bye bye các bạn.